Chào các em. Hôm trước thầy trò mình đã trao đổi một vài vấn đề về chương dao động cơ, những vấn đề mà trong các cái đề thi đại học môn lý về trắc nghiệm gần đây. Và thầy trò mình đã trao đổi về hai vấn đề, một là những bài toán tìm thời gian và những bài toán tìm chu kỳ cũng như vận tốc trung bình trong quá trình chuyển động của vật. Hôm nay cũng chủ đề dao động cơ, thầy giới thiệu mấy em về vấn đề phương trình dao động của con mắt lò xo. Đầu tiên, để biết được phương trình dao động thì mấy em nhớ phương trình dao động điều hòa tổng quát có dạng x bằng a cos omega t cộng phi. Thì trong đó để có phương trình thì ta cần phải có ba đại lượng. Một là biên độ a, hai là tần số hoặc tốc độ gốc tính theo chu kỳ, ba là pha ban đầu phi. Để tìm a, nếu đề cho tọa độ x, vận tốc v thì ta dùng hệ thức a bình bằng x bình cộng v bình trên omega bình. Từ đây mấy em sẽ tìm được biên độ a của dao động. Nếu đề cho chiều dài quỹ đạo thì mấy em chú ý chiều dài quỹ đạo chuyển động bao giờ cũng bằng hai lần biên độ. Nếu cho năng lượng dao động thì mấy em nhớ lại công thức năng lượng dao động. Năng lượng toàn phần của dao động điều hòa 1 phần 2 k a bình. Từ bí thức năng lượng này ta cũng sẽ tính được biên độ a. Nếu yêu cầu của bài toán đề bài giả thiết cho là kéo vật ra rồi buông nhẹ, thả không dẫn tốc độ v bằng 0, thì khi đó chúng ta biết ngay vị trí thả chính là giá trị của biên. Nếu đề cho chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao động thì biên độ a được tính bởi công thức chiều dài max trừ chiều dài min trên 2. Đấy, mấy em ghi lại những cái yếu tố này để tính được biên độ a. Một là tính theo năng lượng, hai là tính theo tọa độ x và vận tốc, ba là tính theo chiều dài quỹ đạo, bốn dựa vào yếu tố ban đầu của đề, nếu kéo vật ra một khoảng x rồi buông nhẹ, thả không dẫn tốc độ thì khi đó khoảng cách đó chính là biên độ. Có thể đưa lên cận trên rồi buông, đó là x bằng a. Có thể đưa xuống cận dưới rồi buông, đó là x bằng trừ a, tùy theo chiều dương mà chúng ta chọn. Còn nếu đề cho chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao động thì biên độ a được tính bởi công thức 1 phần 2 hiệu của chiều dài max và chiều dài min. Để tìm tần số gốc thì mấy em nhớ tới công thức cơ bản chu kỳ bằng 2π trên omega. Trong trường hợp con lát lò xo thì omega bằng cân căn bậc 2 của k trên m. Với k là độ cứng của lò xo, m là khối lượng của vật. Em chú ý k này tính theo đơn vị newton trên mét, còn m trong công thức này được tính bởi đơn vị kg. Lúc đó tốc độ gốc của mình là radian trên giây. Nếu như ta chọn gốc thời gian lúc ban đầu vật qua vị trí cân bậc theo chiều dương là x bằng trừ a trên 2 thì ta sẽ có phi bằng trừ 2b trên 3. T bằng 0 lúc vật qua vị trí đó theo chiều âm thì ta lại có phi bằng 2b trên 3. Ta đi qua một số ví dụ cụ thể để minh họa vấn đề biết phương trình dao động của lắc lò xo. Ở ví dụ 1 này, đề toán cho con lắc lò xo có khối lượng không đáng kể, vật nặng có khối lượng 100g, lò xo có độ cứng là 100N trên mét, chiều dài quỹ đạo là 10cm. Chọn góc tọa độ tại vị trí cân bằng của con lắc lò xo, góc thời gian khi quả nặng ở vị trí 2,5cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ. Trong trường hợp này con lắc lò xo chuyển động theo phương ngang chứ không phải theo phương thẳng đứng. Ta xem giá trị pi bình phương gần bằng 10. Hãy viết phương trình dao động của con lắc lò xo. Thì tóm tắt lại các dữ kiện bên này,
K bằng 100 newton trên mét. Khối lượng vật nặng 100 gram ta đưa về đơn vị kg 0,1 kg. Chiều dài quỹ đạo chính bằng 2 lần biên độ như thầy tóm tắt trong phần phương pháp. Ta chọn T bằng 0 khi x bằng 2,5. Đang đi theo chiều dương, có nghĩa là V lớn hơn 0. Thầy vẽ lại cái sơ đồ. Con lắc là xo chuyển động theo phương ngang. Trên trục x phẩy x, góc tọa độ tại AO chọn là vị trí cân bằng. Vật nặng đang ở vị trí 2,5 và đi theo chiều dương và thời điểm ban đầu T bằng 0. Chiều dài quỹ đạo 2A từ trồng 5 đến cộng 5, 10 cm. Tại hai cận trừ E và cộng E, vận tốc của vật nặng bằng 0. Đó, từ sơ đồ này mới có thể hình thành được cái ý tưởng viết phương trình dao động con lắc làm sao. Cụ thể thế này: phương trình dao động điều hòa, con lắc là so cũng dao động điều hòa, cho nên phương trình dao động của nó có dạng tổng quát x bằng a cos omega t cộng phi. Ta đi tìm ba đại lượng, biên độ, tần số gốc và pha ban đầu. Tìm biên độ từ dữ kiện của đề toán cho chiều dài quỹ đạo, ta suy ra được biên độ bằng 1/2 chiều dài quỹ đạo bằng 5 cm. Tìm tần số gốc, ta dựa vào công thức của làn xo, căn bậc 2 của độ cứng trên khối lượng, ta ra được căn 1000 chính là khoảng 10 pi radian trên giây. Tìm pha ban đầu, ta dựa vào điều kiện của bài toán, góc thời gian khi vật đang ở ly độ 2,5 và đi theo chiều dương. Từ biểu thức ly độ tổng quát A cos omega t cộng phi, ta thay các thông số vào. X bằng 2,5, A ta tính được ở trên là 5. Và thời điểm T bằng 0, trên chúng ta có 10 pi nhân 0 cộng phi. Ta rút ra được cos phi bằng 1/2. 1/2 là giá trị của cos pi trên 3. Phương trình lượng giác trên cho ta hai cung nghiệm: pi trên 3 hoặc trừ pi trên 3. Để chọn phi nào thì ta lại dựa vào yếu tố vật ở vị trí 2,5 đồng thời đang đi theo chiều dương, có nghĩa là vận tốc dương. Mà vận tốc dương thì sin của phi phải âm, mà sin phi âm cho nên chúng ta dễ dàng chọn nó là phi bằng trừ pi trên 3. Từ đó ta có được cái phương trình dao động của con lắc là xo trong trường hợp trên, đầy đủ là 5 cos 10 pi t trừ pi trên 3. Đấy, qua ví dụ 1, đây là bài tập cơ bản giới thiệu em cái phương pháp viết phương trình dao động là tìm ba đại lượng, biên độ, tần số gốc và pha ban đầu. Thầy trò mình qua ví dụ số 2. Cho một dao động điều hòa, ly độ x của dao động đó biến đổi theo thời gian với tần số 20 hertz, biên độ dao động 4 cm. Viết phương trình dao động dưới dạng hàm cos. Biết ở thời điểm ban đầu vật ở ly độ 2 cm và đang giảm. Thầy tóm tắt là thế này: tần số dao động 20 hertz, biên độ a 4 cm, yêu cầu viết phương trình dao động. Cho biết vào thời điểm ban đầu t bằng 0, chất điểm đang ở vị trí 2 cm, đang giảm tức là chuyển động theo chiều âm v âm. Từ sơ đồ trên em thấy chất điểm đang ở vị trí 2 cm và đang chuyển động về phía chiều âm, đang giảm. Biên độ dao động mình từ trừ 4 đến 4. Tại hai vị trí biên, nên chú ý vận tốc của chất điểm bằng 0. Từ phương trình dao động tổng quát x bằng a cos omega t cộng phi, ta đi tìm ba đại lượng: biên độ, tần số gốc và phi. Tìm a theo đề đã cho. Tìm omega, từ công thức omega được tính theo tần số 2 ps, ta ra được omega bằng 40 pi radian trên giây. Tìm pha ban đầu, ta dựa vào điều kiện của bài toán, góc thời gian khi vật đang ở vị trí 2 và chuyển động theo chiều âm. Ta thay x bằng 2 vào trong phương trình, ta có được một phương trình cos phi bằng 1/2. Ta suy ra được hai giá trị của phi, pi trên 3 và trừ pi trên 3.
Để chọn phi nào, ta lại dựa vào điều kiện V âm sin phi dư. Cho nên ta dễ dàng thấy được góc phi đó là bị trên bàn. Vậy thì ta đã có được phương trình dao động của con lắc 4 cos 40 bi t cộng bi trên bàn. Đây là hai bài tập dễ và cơ bản. Qua hai bài tập này, thầy muốn em nhớ lại cách viết phương trình dao động. Ta qua ví dụ số 3. Bây giờ người ta cho ở dạng đồ thị của một vật dao động điều hòa với các thông số hiển trên đồ thị: biên cộng tán, biên trừ tán. Và thời điểm ban đầu t bằng 0, chất điểm đang ở vị trí trừ 4. Trục OT này, trục thời gian đó này, trục đứng là trục x cm độ dài ly đồ của vật. Như vậy là nhìn vào đồ thị này, mấy em đã có nhận xét được là biên của dao động điều hòa này đó là 8. Biên là 8. Vào thời điểm t bằng 0, vật đang ở vị trí trừ 4. Và khi x bằng 0, thời gian đó là bao nhiêu? 0,3. Mỗi một đơn vị trên trục OT này là 0,1 giây, 0,2, 0,3, vân vân. Tại điểm A, tại điểm B, ta nhìn vào đồ thị và nhận xét 0,3 giây, 0,7 giây. Từ A đến B mất 0,4 giây. Đó, từ nhận xét của hình thì tóm tắt ở đây: ở thời điểm t bằng 0, chất điểm đang ở ly độ trừ 4 và vận tốc âm do ngược chiều của trục OX. Khoảng thời gian từ vị trí A đến vị trí B là nửa chu kỳ 0,4 giây. Từ đó ta suy ra được giá trị của chu kỳ 0,8 giây. Biên độ A như thầy nói, trên đồ thị chúng ta rút ra cái biên A bằng 8 cm. Như vậy phương trình ta có gì rồi? Ta có A rồi. Ta có gì nữa? Ta có được chu kỳ, ta tính được tần số gốc bởi công thức 2B trên T. Ta ra được tần số gốc 2,5B radian trên giây. Bây giờ ta chỉ cần tìm pha ban đầu. Đa số các bài toán viết phương trình dao động, cái khó của nó là tìm pha ban đầu. Thì mấy em chú ý, tìm pha ban đầu bao giờ cũng dựa vào điều kiện gốc thời gian. Và lúc đầu t bằng 0, chất điểm đang ở vị trí trừ 4 và chuyển động theo chiều âm, giống như các bài tập ở trên. Đầu tiên mấy em tìm được, thay cái ly độ x vào, ta có được cái phương trình của cos. Từ phương trình của cos ta suy ra được hai cung nghiệm 2π trên 3 và trừ 2π trên 3. Về mặt toán học mấy em nhớ lại, cos A bằng cos B thì bao giờ chúng ta cũng sẽ có hai cung nghiệm A bằng B hoặc A bằng trừ B. Để chọn A bằng B hay A bằng trừ B thì ta lại dựa vào điều kiện T bằng 0, chất điểm đang đi theo chiều âm hay chiều dương. Nếu vận tốc âm thì sin phi phải dương. Vì vậy trong hai cái phi ta vừa mới tìm được từ phương trình cos, ta dễ dàng nhận được giá trị của phi làm cho sin dương, có nghĩa là vận tốc âm. Từ đó ta sẽ có được phương trình đầy đủ của dao động x bằng 8 cos 2,5 bt cộng 20 trên 3. Đấy, qua ba bài tập nói trên, tuy là dễ, nhưng nếu như ta không luyện tập và mấy em không làm được, thì cái phương pháp để viết phương trình ở những bài tập khác mức độ cao hơn thì chúng ta sẽ không giải được nhanh được. Một bài toán khó là xuất phát từ nhiều bài toán dễ mà người ta lược bớt đi các yếu tố ban đầu. Mấy em chú ý, một bài toán khó học sinh đọc lên, từ những bài tập dễ ta mới biết được cái phương hướng để đi tìm những yếu tố mà đề đã giấu đi. Bây giờ thầy đi qua một số bài tập trắc nghiệm về phương trình dao động. Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với tần số 0,5 hẹt, khi vật qua vị trí cân bằng sẽ có tốc độ là 31,4 cm trên giây. Vào thời điểm ban đầu khi t bằng 0, vật qua vị trí có ly độ là x bằng cộng 5
đồng thời ngược chiều dương quỹ đạo, xem bi bình phương như 10. Chọn góc tọa độ tại vị trí cân bằng, phương trình dao động điều hòa của vật được viết ở dạng nào? Chúng ta có 4 đáp án: 10 sin bi t cộng 5 bi trên 6, 10 sin bi t cộng bi trên 6, 10 cos bi t trừ bi trên 6, hoặc 5 cos bi t trừ 5 bi trên 6. Thường ở các bài tập trắc nghiệm mấy em đọc xong đề, ta xem viết phương trình dao động thì chủ yếu có 3 đại lượng cần xác định như thầy nói. A, ở đây chúng ta có 2 giá trị, hoặc 10 hoặc 5. Tần số gốc thì cả 4 đáp án đều là bi. Pha ban đầu chúng ta có 2 giá trị nhưng đấu dấu nhau, cộng trừ 5 bi trên 6 hoặc cộng trừ bi trên 6. Nhưng chú ý, ở đáp án A và ở đáp án B là ở dạng hàm sin, đáp án C và đáp án D là ở dạng hàm cos. Từ phương trình dao động tổng quát, x bằng a cos omega t cộng phi. Từ điều kiện có đề toán cho giá trị vận tốc lớn nhất 31,4, đó là khi đi qua vị trí cân bằng. Chú ý, ở cái chủ đề hôm trước thầy nói, ở bài 1, bài 2, trong chương trình ôn thi thầy lại có nói vấn đề này. Con lắc lò xo, khi vật đi qua vị trí cân bằng, đó là thời điểm vật đạt vận tốc giá trị lớn nhất. Tốc độ gốc hay bs, chúng ta có tần số, ta suy ra được tốc độ gốc hay là tần số gốc bi radian trên giây. Vậy là ta biết được một đại lượng. Từ biểu thức của vận tốc lớn nhất bằng a nhân omega, thầy tìm ra được giá trị của biên độ a tính theo vận tốc lớn nhất và tần số gốc. 31,4 ta chia cho bi, bi ta xem gần như là 3,14, do đó 31,4 chia cho bi bằng 10 cm. Bây giờ ta tìm pha ban đầu. Pha ban đầu ta dựa vào điều kiện như thầy nói, gốc thời gian vật ở vị trí cộng 5 và đang đi theo chiều âm. Ta thay ly độ vào trong phương trình tổng quát, ta có được phương trình của cos. Từ phương trình của cos ta suy ra 2 giá trị của phi. Từ điều kiện vận tốc âm ta tìm ra được giá trị của phi là cộng bi trên 3. Vận tốc âm thì sin phải dương, luôn luôn ngược dấu nhau. Vậy phương trình là 20 cos bi t cộng bi trên 3. Bài trắc nghiệm số 2 cũng con lát lò xo dao động ngang, khối lượng 1 kg, vật nặng, độ cứng lò xo đã cho 400 N/m. Cung cấp cho con lát một vận tốc ban đầu là 2 m/s khi vật đang ở vị trí cân bằng. Chọn góc thời gian khi cung cấp vận tốc cho vật. Chọn góc tọa độ tại vị trí cân bằng. Trục tọa độ có chiều dương ngược chiều cung cấp vận tốc. Có nghĩa là vận tốc ta tác dụng vào vật, một cái lực tạo cho vật vận tốc ban đầu tại vị trí cân bằng đó ngược lại chiều dương của chuyển động. Cái câu này em hiểu như thế. Phương trình ly độ có dạng gì? 0,5 cos 20t cộng bi, hay 10 cos 20t, hay 0,15 cos 10 20t trừ bi, hay 10 cos 20t cộng bi trên 2. Đó, mình chú ý 4 cái đáp án của bài trắc nghiệm này. Đây là cái đề thi đại học năm 2007. Thầy tóm tắt bằng cái sơ đồ như trên. Chiều dương x phẩy x tại vị trí cân bằng. Chọn góc tọa độ O tại vị trí cân bằng. Chọn góc thời gian tại vị trí cân bằng. Từ biểu thức tổng quát của ly độ a cos omega t cộng phi. Từ công thức tính tần số gốc theo độ cứng và khối lượng, ta có được giá trị của tần số gốc ở vị trí cân bằng. Ta biết vận tốc lớn nhất con lát lò xo trong quá trình dao động
Tại vị trí cân bằng, con lát đạt vận tốc lớn nhất bằng 2 m trên giây. Từ vận tốc lớn nhất ta tìm ra được biên độ A như bài tập trắc nghiệm trên, bằng giá trị lớn nhất của vận tốc chia cho tần số gốc 10 cm. Tìm phi ban đầu cũng vậy, dựa vào yếu tố gốc thời gian, vật đi theo chiều âm. Tại vị trí cân bằng cho nên x bằng 0. Chúng ta có phương trình của cos. Cos phi bằng 0, tức là góc phi bằng pi trên 2 hoặc trừ pi trên 2. Do vận tốc âm nên sin phi dương, ta chọn phi bằng pi trên 2. Rồi ta có được A rồi, ta có được phi rồi, ta có được omega rồi. Vậy thì ta dễ dàng nhận được đâu là đáp án. Đó là đáp án 10 cos 20t cộng pi trên 2. Đáp án D. Qua 3 bài tập tự luận và 2 bài trắc nghiệm nói trên về biết phương trình dao động, bài số 2 bài đây là cái bài trong đề thi đại học năm 2007. Thì mấy em thấy chỉ cần tìm A, tìm tần số gốc và tìm phi ban đầu như thầy đã nói, rất đơn giản phải không? Tuy nhiên vấn đề sẽ đơn giản nếu mấy em chịu khó luyện tập và học kỹ lý thuyết cũng như các dạng cơ bản này. Thì mong rằng qua 20 phút vừa rồi, các em sẽ nắm được cách viết một cách tổng quát phương trình dao động điều hòa trong trường hợp con lát lò xo. Hôm sau thầy sẽ nói về con lát lò xo cũng phương trình dao động, nhưng mấy em sẽ thấy dạng của nó sẽ khác, cái mức độ của nó sẽ khác. Mong rằng các em sẽ có được cái kiến thức tốt trong 20 phút học của thầy trò chúng ta vừa qua. Bây giờ đến phần thầy sẽ trả lời câu hỏi của các em qua trang web của đài truyền hình. Thầy xin mời mấy em. Dạ em chào thầy, em có một câu hỏi muốn hỏi thầy là cho đệm mạch RLC nối tiếp C bằng 125 chia pi microfarad, L bằng 2 chia pi Henry, biểu thức U có dạng U bằng 150 căn 2 cos 100 pt, R thay đổi được để P bằng 90 W. Khi đó R có hai giá trị R1, R2 là như thế nào? Dạ em xin cảm ơn thầy. R thay đổi công suất không đổi bằng 90 W. R thay đổi khi R bằng R1, khi R bằng R2 thì chúng ta có công suất bằng nhau bằng 90 W. Hỏi R1 và R2 như thế nào? Đó là bài toán điện, trong đó đại lượng R, điện trở, biến đổi. Tại hai giá trị R1, R2 của điện trở, công suất bằng nhau. Thì từ cái biểu thức của công suất RI bình hoặc là RU bình trên Z bình, chúng ta thấy tại giá trị R1, tại giá trị R2, công suất bằng nhau. Thì từ đẳng thức này, ta sẽ rút ra được cái mối quan hệ thế này. Đến đây là hoàn toàn về vấn đề toán học. Mấy em chuyển vế qua một bên, R1, R2 ta đặt làm tiêu số chung.
Đến đây ta dễ dàng ta suy ra được tích số R1, R2 bằng. Đây, đây là mối quan hệ giữa R1 và R2. Bạn chú ý các bài toán điện. Khi R thay đổi mà công suất của mạch không đổi, thì tại hai giá trị của R mà làm cho công suất bằng nhau sẽ được liên hệ bởi công thức này, tính theo dung kháng và cảm kháng bằng ZL trừ ZC bình. Đây là một bài tập tự luận. Nếu như đưa vào một câu trắc nghiệm thì em chú ý khi R thay đổi tại hai giá trị R1, R2 mà công suất đó là một hằng số không đổi, thì em nhớ ngay cái kết quả sau cùng này. Khi đó tích số của hai điện trở đó sẽ bằng bình phương của hiệu dung kháng và cảm kháng. Các em chú ý cái này. Chứ ta không thể nào đủ thời gian giải một câu trắc nghiệm mà làm tự luận thế này. Đọc cái đề này, em nhớ cái này, mà xem cái này như một công thức được rút ra từ bài tập. Trong quá trình luyện tập của mình, em đến đây đọc cái đề rồi bút lại cái kết quả sau cùng, ta xem như một công thức được rút ra từ bài tập, thì lúc đó chúng ta mới đủ thời lượng làm được một câu trắc nghiệm. Ta có được một cái phương trình, trong đó có hai giá trị R1, R2. Từ đây bằng 90 quá là cái phương trình số 2. U ta biết rồi, độ tự cảm ta biết rồi, omega ta biết rồi, điện dung C của tụ ta biết rồi. Như vậy ta sẽ cũng tính được dung kháng. Từ đó chúng ta sẽ tìm ra được R1 và R2. Đó, thầy hướng dẫn cái phương pháp để em nắm cái loại toán này. Qua cái câu hỏi của em, thầy muốn nhắn các em khác là những cái bài tập tự luận như thế này, mà em đọc xong tóm tắt đề, nắm ý và biết cách rút ra cái công thức sau cùng là kết quả của bài tập nói trên, ta xem như một công thức được rút ra từ bài tập. Thầy nói lại công thức đó như thế nào. Đoạn mạch RLC trong đó R thay đổi tại hai giá trị R1, R2 đều có chung một giá trị của công suất, thì lúc đó tích số R1, R2 bằng bình phương của ZL trừ ZC. Nếu định R để công suất cực đại, thầy nói thêm, phát triển thêm về cái câu này. Nhân tiện em hỏi cái câu này, thầy cũng phát triển thêm. Trong trường hợp R thay đổi, định R để công suất cực đại, biết rằng tại giá trị R1, R2 công suất bằng nhau, và cái công suất này chắc chắn có nhỏ hơn công suất cực đại, thì khi đó R1, R2 căn của R1, R2 chính bằng giá trị R cần tìm. Xem như một bài tập nhỏ, mấy em xem và giải thử xem vấn đề này. Rồi sau đó cái gì trong buổi hôm sau, mấy em đặt câu hỏi trên web với Đàm, thầy sẽ giải đáp cho em thêm mấy vấn đề. Em chào thầy, em có một câu hỏi thắc mắc cần thầy giải đáp cho ạ. Dạ, câu hỏi của nó như sau. Một cái lắc đơn có diện tích uy dương và chiều của điện tích hướng xuống cho chu kỳ là 2 giây và trong cho thời gian chạy sai là 0,02 giây. Khối lượng của vật là 100 gram và cái độ lớn của điện tích là 9,8 x 10 mũ 3 volt trên mét. Cái gia tốc trọng trường là 9,8 mét trên dây bình và tính cái điện tích của uy đó. Trong trường hợp con lắc mà chuyển động trong điện trường, thì mấy em nhớ tới bấy giờ tác dụng vào con lắc không những chỉ có trọng lực mà còn có lực điện trường. Trong trường hợp này quy dương, cho nên lực điện trường sẽ cùng chiều với trọng lực, cùng chiều với vector E này, cùng chiều. Vì vậy mấy em chú ý, lúc bấy giờ ta gọi là gia tốc hiệu dụng, gia tốc hiệu dụng sẽ bằng gia tốc trọng trường cộng thêm gia tốc do lực điện trường tác dụng lên. Mà ta biết theo định luật Hamilton, ME,
sẽ bằng lực điện trường trong trường hợp này là QE. Từ đó ta sẽ có được gia tốc sinh ra bởi lực điện QE trên M. Từ đó chúng ta sẽ có cái gia tốc hiện dụng trong trường hợp này. Vì vậy, chu kỳ sẽ có công thức tổng quát là đấy. Khi đó cái g hiệu dụng của mình sẽ bằng g cộng QE trên M. Từ đây ta dùng công thức gần đúng của toán học. Cái tê không của chúng ta là L trên G khi không có điện trường. Ta lập tỷ số đấy. Đến đây mấy em thấy gần bằng thế này. Thì giả sử thì chia tử và mẫu cho G thì cái này là 1 cộng QE trên GM. Và mấy em chú ý công thức này. 1 của x mũ n xem như gần bằng 1 cộng n x trong trường hợp x bé. Thì khi đó chúng ta sẽ có cái này xem như là 1 mũ 1 phần 2 đúng không em? 1 trên A là A mũ trừ 1. Mà cái này căn bậc 2 xem như mũ 1 phần 2 thì được xuống đây. Đấy. Từ đó chúng ta thấy âm có nghĩa là đồng hồ nó bị chậm đi ha, đồng hồ nó chậm đi thì đây chính là delta t. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ suy ra q được tính bởi công thức đấy. Mấy anh thay các thông số vào, chúng ta sẽ dễ dàng có được điện tích mà con lắc có được khi dao động trong điện trường và thời gian chậm đi 0,002 giây. Thời gian chậm đi 0,002 giây bởi công thức này. Mấu chốt của bài toán loại này là gì? Đó là cách tính gia tốc hiệu dụng. Rồi ta cũng sử dụng công thức T bằng 2pi, cái này chính là 2pi L trên cho G, G bấy giờ là G hiệu dụng. Sử dụng công thức này, ta cũng sẽ tìm ra được cái mối liên hệ giữa điện tích, chu kỳ và cường độ điện trường. Nếu như bài toán này mà quy âm thì nên chú ý khi đó chỗ này là dấu trừ. Bởi vì lúc bấy giờ cái lực điện tác dụng vào con lắc ngược lại vector cường độ điện trường, có nghĩa là lực ngược lại với lại trọng lực. Thì khi đó cái gia tốc hiệu dụng là bằng g trừ cho a. Đây là cũng một bài toán tự lượng khó trong cái chương trình về con lắc đơn. Thì ở đây mấy em chú ý cái công thức sau cùng này. Ở đây thầy trò chúng ta là ôn luyện thi trắc nghiệm, mấy em chú ý. Cho nên những cái bài tập tự luận đại loại như thế này mà đưa về một câu trắc nghiệm thì cái quan trọng nhất là mấy em giải xong ta hiểu được vấn đề và ta chốt lại nhớ cái công thức cuối cùng này. Mối liên hệ giữa điện tích, cường độ điện trường cũng như với chu kỳ và độ chạy sai của nó trong một chu kỳ.
chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua một câu hỏi được gửi về trên trang web htv4.vn. Một sợi dây AB dài 1 mét có đầu A cố định, đầu B gắn với cần rung tần số F. B được gọi là một nút sóng. Ban đầu trên dây có sóng dừng. Khi tần số F tăng thêm 30 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 5 nút. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. Mời thầy trả lời cho các bạn học sinh ạ. Đây là bài toán sóng dừng. Toán sóng dừng thì mấy em chú ý. Điều kiện hai đầu cố định hay điều kiện một đầu cố định, một đầu tự do để hình thành sóng dừng trên dây. Trong trường hợp này đầu A cố định, đầu B xem như một nút, cho nên cái điều kiện nó hình thành sóng dừng trên dây chính bằng một số nguyên lần nửa bước sóng K lambda trên 2. Các em chú ý, trong trường hợp này sóng dừng, đầu A cố định, đầu B xem như nút, cho nên để có sóng dừng thì điều kiện chúng ta độ dài AB phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. Trong đó bước sóng được tính theo tần số, vận tốc trên tần số V trên S hoặc là V nhân chu kỳ T. Trong trường hợp này đề toán yêu cầu là tần số, chúng ta V trên S. Ban đầu tần số là S, sau đó tăng lên 30 Hz nữa thì số nút tăng lên 5 nút. Số nút tăng lên 5 nút. Thì mấy em chú ý, số bụng bao giờ cũng bé hơn số nút một đơn vị. Cho nên giả sử lúc ban đầu tần số F thầy có số nút là N nút, thì N nút thì số bụng tương ứng N trừ 1 bụng. Mà N trừ 1 bụng, một bụng có độ dài là nửa bước sóng lambda trên 2. Nửa bước sóng lambda trên 2. Cho nên cái K này là số bụng nữa em. Cái K trong công thức trên này là số bụng. 1 lambda trên 2 là 1 bụng, K lambda trên 2 là K bụng. Cho nên N trừ 1 bụng của chúng ta là N trừ 1 V trên 2S bằng AB. Trường hợp lúc đầu. Lúc sau, khi tần số tăng lên 30 Hz, tức là chúng ta cho S cộng 30, tần số sau là S cộng 30, thì số nút tăng lên 5 nút. Ban đầu là N nút, tăng lên 5 nút là N cộng 5 nút, có nghĩa là bớt đi một đơn vị, N cộng 4 bụng. Bây giờ cái S của mình là S cộng 30, cũng bằng độ dài dây AB. Cũng bằng độ dài dây AB. Đấy, đây là biểu thức số 1, đây là biểu thức số 2. Từ hai biểu thức trên, ban đầu mấy em lập tỉ để chúng ta được thế này. N trừ 1 trên S sẽ bằng N cộng 4 trên S cộng 30. Ta được một phương trình trong đó cái hai biến số là N và S. Đây. Ở đây độ dài AB bằng 1 mét. Như vậy chúng ta có cái này. Thì sẽ có V N trừ 1 V bằng 2S. Thì biết là biểu thức 1 và 2 đó, sau khi rút gọn lại, N cộng 4V bằng 2 lần S cộng 30. Thì rút gọn, đây. Giờ thầy lấy 2 thì trừ đi cho 1, ta có được 5V bằng 60. Vậy V bằng 12. Đơn vị chúng ta là mét trên dây. Đây.
Qua bài toán này, thầy muốn chốt lại những vấn đề chính như thế này. Thứ nhất, điều kiện hình thành sóng dừng khi một đầu cố định và đầu kia là nút. Còn nếu một đầu cố định mà đầu tự do thì công thức nó sẽ khác. Trong trường hợp này, đầu cố định đầu B là nút, ta xem như hai đầu cố định. Thì điều kiện hình thành sóng dừng là độ dài của dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. Mà độ dài nửa bước sóng chính là độ dài của một bụng. Cho bao giờ số nút cũng hơn số bụng một đơn vị. Bao giờ số nút cũng hơn số bụng một đơn vị. Ta nắm được hai vấn đề đó thì mấy em sẽ dễ dàng giải được cái câu hỏi này. Chúng ta sẽ dễ dàng giải được câu hỏi này. Tóm lại, qua buổi học hôm nay, các câu hỏi mà mấy em hỏi về điện, hỏi về cơ, trong trường hợp con lắc dao động trong điện trường, hỏi về những bài toán mà liên quan tới sóng dừng, cũng như phần thầy trình bày về phương trình dao động của con lắc lò xo, từ những bài tập cơ bản đến những bài tập hơi nâng cao lên một tí thôi, cũng chưa phải là những bài tập khó. Rồi đến sau mấy em sẽ thấy có những câu tương đối phức tạp hơn, mà đúng ra nằm trong bài tự luận là chúng ta nếu một học sinh khá giỏi thì mất từ 10 đến 15 phút mới giải xong một câu. Nên cái kinh nghiệm được rút ra ở đây là gì trong vấn đề ôn thi trắc nghiệm? Dĩ nhiên mấy em phải học bài, mấy em phải học kỹ lý thuyết và nắm được những bài tập cơ bản. Có làm được những bài tập dễ rồi thì khi đó ta mới hiểu được những bài tập khó hơn ở mức độ cao hơn. Những bài tập khó là gì? Là những bài tập dễ, tổng hợp của những bài tập dễ. Ta lược đi hết các yếu tố, ta hỏi ngay câu sau cùng. Nếu như chúng ta luyện tập được cái kỹ năng ta giải được nhiều bài tập dễ, thì khi làm một bài tập khó thì mấy em sẽ hình thành kỹ năng đọc xong cái đề, mấy em sẽ biết được cái hướng để đi tìm những đại lượng còn lại mà đề đã giống được. Thì mong rằng qua buổi học hôm nay, các em sẽ thu lượm được những kết quả tốt, khả quan. Hẹn sẽ gặp lại các em trong buổi thu sau, và mong rằng các em sẽ gửi đến đài nhiều câu hỏi hơn nữa và những thắc mắc, không những trong kiến thức, có thể là những câu hỏi về phương pháp, cách học, thì các thầy sẽ sẵn sàng giải đáp nha. Chúc mấy em có một buổi học tốt.